Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 8 rưỡi ngày 28 tháng 6, Công an xã Quỳnh Hoa tiếp nhận trường hợp Đào Văn Thịnh, 42 tuổi, trú thôn Bái Tràng, xã Quỳnh Hoa đến đầu thú vì hành vi đã sát hại 3 người gồm bố mẹ vợ và vợ. 3 nạn nhân bị sát hại gồm ông Đào Đình Cửu, 75 tuổi, bà Vũ Thị Mộc, 75 tuổi là bố mẹ vợ của Thịnh và Đào Thị Sim, 43 tuổi, vợ của Thịnh cùng trú tại thôn Bái Tràng. Theo lời khai ban đầu của Thịnh, do mâu thuẫn chuyện tình cảm gia đình nên khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trong lúc xảy ra tranh cãi thì nghi phạm này đã dùng dao phay chém chết ông Cửu, bà Mộc và chị Sim. Sau khi ra tay tàn độc với bố mẹ vợ và vợ, khiến cả 3 người tử vong ngay tại chỗ, Thịnh ra công an xã đầu thú. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Ban Công an xã Quỳnh Hoa, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Phụ lập tức đến hiện trường phong tỏa, khám nghiệm. Thịnh được bàn giao cho Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận. Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Cụ thể, sáng 26 tháng 6, tại khu vực biên giới thuộc xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Quy, sinh năm 2005, trú tại xã Lìa, huyện Hướng Hóa, đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Tang vật thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp và 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá nghi là ketamin. Hồ Văn Quy khai nhận đã được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản Ca Túp, huyện Sepol, Lào về địa phận xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tiền công là 15 triệu đồng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng đối tượng Hồ Văn Quy đã là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam trong chuyên án QT421 do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác lập đấu tranh. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục điều tra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ và bắt giữ các đối tượng liên quan đến trồng cây cần sa trái phép. Điều đáng lưu ý là địa điểm phát hiện vụ việc đều nằm trong vườn rẫy của nhà dân, ở những vị trí xa xôi, cách trở về giao thông, khiến cho công tác phát hiện và truy quét của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Trung tuần tháng 6 năm 2021, Công an xã Đắk Ha phối hợp với lực lượng dân quân xã và tổ công tác Công an huyện Đắk Gờ Long phát hiện bắt quả tang một vụ trồng cần sa trái phép tại vườn rẫy của chị VTP, trú tại thôn 3, xã Đắk Ha. Quá trình làm việc, đối tượng này khai nhận có tìm hiểu và mua cây giống trên mạng xã hội, sau đó tiến hành về trồng trong rẫy nhà mình với mục đích là phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 221 cây cần sa có chiều cao từ 45cm đến 130cm và được trồng trên diện tích 1.000m2. Đáng chú ý, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã Đắk Ha, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 8 vụ, 8 đối tượng về hành vi trồng cây cần sa trái phép với tổng số gần 1.200 cây cần sa bị thu giữ. Qua quá trình đấu tranh khai thác thì hầu hết là các đối tượng là khai nhận là việc mua là cây cần sa trên mạng, và trên mạng người ta là tuyên truyền là về cái việc này là trồng là dược liệu để nuôi gà nuôi heo, đảm bảo cho cái con gà nó không bị dịch. Đấy, đây là một sự thiếu hiểu biết của người dân dẫn đến tình trạng là trồng cây cần sa trái phép luật. Đó. Và chúng tôi trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động bà con về nhận thức về cái cây cần sa này để không có công dân nào vi phạm nữa. Đắk Gờ Long là một trong những huyện được đánh giá là điểm nóng về trồng cây cần sa trái phép. Do đặc thù về dân cư và địa hình nên các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để lôi kéo dụ dỗ. Một số người dân còn tin rằng đây chỉ là một loại cây dược liệu và khi thu hoạch sẽ được thu mua với giá cao. Lúc đầu em chưa bao giờ biết cái này là cây cần sa. Lúc một thời gian sau em ươm xong, em trồng buổi sáng thì buổi tối về em gõ lên trên mạng á thì em biết, khi đó em mới biết cây này là cây cần sa. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện 15 vụ, 16 đối tượng trồng trên 6.000 cây cần sa, thu giữ 1,2 kg cần sa khô, đã tiến hành khởi tố 3 vụ, 5 bị can. Địa điểm trồng cây cần sa chủ yếu nằm trong những khu vực vườn rẫy xa xôi, hẻo lánh, không thuận lợi về giao thông.
Chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện và truy quét. Làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ cũng như là lực lượng ma túy toàn tỉnh, nhằm làm cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ cái tội phạm ma túy là nguồn của nhiều loại tội phạm khác, cũng như là cái tác hại, ảnh hưởng của cái tội phạm ma túy đối với xã hội, đối với cái việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Để từ đó cán bộ chiến sĩ quyết tâm hơn, chính trị cao hơn nữa và quyết liệt hơn nữa, khắc phục mọi cái khó khăn vất vả để đấu tranh xử lý quyết liệt đối với tội phạm ma túy nói chung, cũng như là cái việc tái trồng cây cần sa trên địa bàn tỉnh. Số vụ việc bị phát hiện tăng cả tính chất lẫn quy mô. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và đánh vào tâm lý hám lợi cũng như sự kém hiểu biết của người dân để phạm tội. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho các lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện, truy quét và xử lý. Trồng cần sa là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị các đối tượng lợi dụng tham gia trồng cần sa trái phép, dẫn đến vi phạm pháp luật và vướng vào vòng lao lý. Lập gian hàng để bán các sản phẩm ảo, một đối tượng đã lừa chiếm đoạt tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Văn Thuẩn, 29 tuổi, trú ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thuẩn khai nhận từ tháng 5 năm 2018, Thuẩn làm giám sát vận hành cho công ty chuyển phát J&T Express chi nhánh Nha Trang, nên có hiểu biết về phần mềm quản lý nhân sự của công ty J&T. Thuẩn cũng đồng thời mở một số gian hàng trên sàn thương mại giao dịch điện tử Shopee, nên nắm được cơ chế nhận tiền thu hộ của sàn điện tử này. Cụ thể, khi người mua xác nhận đã nhận hàng trên ứng dụng của Shopee, thì lập tức Shopee sẽ ứng tiền thanh toán cho gian hàng đã bán sản phẩm và thu lại số tiền đó từ công ty J&T. Đối với hình thức thanh toán khi nhận hàng bằng mã code, thì sau khi shipper xác nhận đã giao hàng bằng phần mềm quản lý, thì khách hàng có thể bấm xác nhận đã nhận hàng trên Shopee. Lợi dụng điều này, từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, Thuẩn mượn tài khoản ngân hàng của người quen rồi tự lập ra và sử dụng 3 tài khoản người bán, tạo ra các sản phẩm ảo trên gian hàng. Sau đó sử dụng 4 tài khoản người mua để đặt 34 đơn hàng ảo, chủ yếu là các sản phẩm điện thoại, phụ kiện, đồ gia dụng đắt tiền. Bằng hình thức trên, Thuẩn đã chiếm đoạt chót lọt số tiền gần 1 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết là Sở vừa có văn bản thông báo về hiện tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng thời gửi tài liệu kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum để điều tra xử lý hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, trong quá trình đăng ký đất đai, công chứng các hợp đồng, giao dịch về đất đai, nhà ở, các cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum và người dân đã phát hiện 2 trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo. Ngay sau khi phát hiện, các bộ hồ sơ liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm giả đã được Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Kon Tum thu giữ và đề nghị Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện tại là chủ yếu là dùng nhờ kinh nghiệm của cán bộ kỹ thuật kiểm tra in giấy chứng nhận. Các cái biện pháp như kiểm tra là bằng dụ nhìn như là cái file, cái màu của giấy chứng nhận giả nó file nhạt hơn giấy nhận thật, rồi các cái phông chữ, nét chữ nó không đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời còn có nhiều các cái biện pháp khác như là soi số CG, rồi cái dấu của giấy chứng nhận. Sở cũng làm văn bản chuyển cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Và trên cơ sở đó là đưa ra có những cái bìa đưa ra về mạng xã hội. Trên tinh thần quản lý nhà nước thì sở đã có cái văn bản cảnh báo và gửi cho các cơ quan và kể cả người dân để cùng với sở để nắm bắt tình trạng, phát hiện thì báo quan chức năng xử lý. Trước sự bùng nổ về công nghệ làm giả giấy tờ, chính quyền tỉnh Kon Tum lưu ý bà con nhân dân cần chú ý đến những dấu hiệu làm giả giấy tờ theo khuyến cáo,
tránh tình trạng mất tiền do rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.